Cát tường J-Home, nhà Nhật sống an. Sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường DT743, trung tâm sôi động của thành phố Thuận An. Cát tường J-Home được ví như trái tim vùng đô thị công nghiệp phía Nam, là lựa chọn an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa trong khu vực. Bao quanh bởi 8 thành phố lớn, hưởng trọn mọi tiện ích liên vùng linh hoạt cùng hệ thống giao thông đồng bộ nhanh chóng qua cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vành đai 3, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Chơn Thành, metro số 1 nối dài, quốc lộ 13 mở rộng, kết nối dễ dàng đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay quốc tế Long Thành. Giữa bản giao hưởng dịu dàng của thiên nhiên là khu compound căng tràn sức sống, với lối vào mở ra không gian xanh chào đón ngày mới dịu dàng, mang đậm dấu ấn Nhật. Cát tường J-Home trở thành biểu tượng sang trọng, tôn vinh phong cách sống tối giản nhưng đủ đầy tiện nghi, nơi bạn được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, nhiều nghỉ dưỡng mỗi ngày. Với hệ thống công viên cảnh quan độc đáo Kintaro Park, Tenshi Park, Mizumi Park, giữa tổ hợp vườn xanh Nhật Bản tinh tế này là hồ bơi ấn tượng, nhiều viên ngọc bích nổi bật, mang lại cảm quan tinh khiết, trong lành, thổi mát những ngày oi ả. Tại Cát tường J-Home, trẻ em được phát triển toàn diện và thỏa sức vận động trong thế giới tuổi thơ, với trường mầm non ngay trong nội khu, cùng vườn chơi ngoài trời sôi động, là nơi cư dân mọi lứa tuổi có thể xoa dịu căng thẳng, thanh lọc tâm trí, cân bằng sức khỏe và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Nơi mọi tiện nghi dành cho gia đình đều được đáp ứng trong vài bước chân. Khu compound sở hữu hệ thống an ninh khép kín, đa lớp, đề cao sự an toàn tuyệt đối. Tại Cát tường J-Home, mỗi tổ ấm là một tác phẩm kiến trúc hiện đại, đầy cá tính. Sở hữu phong cách thiết kế tinh tế, tối giản, kiến trúc vuông vắn, vật khối ấn tượng, khéo léo gắn kết thiên nhiên vào từng không gian sống. Nhà phố Cát tường J-Home là chốn an cư hoàn mỹ, giúp gia chủ đón chọn nguồn năng lượng tích cực. Với 155 căn phiên bản giới hạn, Cát tường J-Home sẽ là không gian sống thời thượng kiểu mẫu, dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Nơi những con người ưu tú yên tâm thụ hưởng, phát triển toàn diện và hướng đến một tương lai đầy rạng rỡ, để mỗi ngày bình thường đều trở nên đáng giá, cho mọi ước mơ và hạnh phúc thăng hoa.